trước một đã thế này rồi. Đẹp mướt mượt mượt rồi. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Bên em test hàng và chuyển hàng cho các bác những sản phẩm đẹp, long lanh, xuất sắc trước màn hình đây. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo những số máy quen thuộc kia. Bác chuẩn bị cho em lắm đồ nhé. Vâng, em xin dừng video ở đây để cho anh em đóng hàng cho nó kịp các bạn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bác. Phía sau kia cặp loa Goda các bác cũng đã chốt rồi nhá. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.